Vườn Đạt Nhung xin kính chào toàn thể quý bà con trên toàn quốc. Hôm nay nhà vườn Đạt Nhung quay cho các bác, quý bà con một cái video ngắn về công tác xuất củ hoa lay ơn, hoa lily và các loại hàng mặt hàng Tết năm 2024. Tức là năm nay là năm 2023 và Tết đến sắp tới là năm 2024. Đây là các cái dòng củ hoa lay ơn, bao gồm có các màu đỏ, xanh, hồng, tím cẩm, tím huế, màu trắng, màu vàng, rất là nhiều loại hoa lay ơn. Hàng đóng theo khay như thế này là hàng của Hà Lan các bác nhé. Toàn bộ hàng đóng theo sọt, theo khay này là hàng của Hà Lan. Nhà vườn Đạt Nhung thì chuyên các loại giống cây trồng, các loại giống hoa, cây cảnh theo mùa, theo dịp Tết hoặc là theo mùa vụ của các năm. Đây là dòng bên này là năm sọt Monica size 17-19, 200 củ một sọt là màu trắng. Còn bên đây là dòng Rose Lily Isabella, dòng này là size 16-18, cũng 200 củ một sọt. Và hàng Isabella và hàng Monica thì đều là ly kép, bông rất là đẹp và đã được trồng ở nhiều năm ở Việt Nam rồi. Đã được khẳng định về cái độ phù hợp, độ thuần rồi nên năm nào thì bên đơn vị cũng ưu tiên nhập các cái dòng thuần trước. Có những cái màu lạ, màu sắc đặc biệt thì sẽ nhập số lượng ít để cho bà con trải nghiệm và cũng cho trung tâm thực nghiệm. Thế còn đây là trúc xoắn, trúc phát lộc lấy về order về theo đơn đặt hàng của khách. Tất cả cái hàng này là hàng của Hà Lan. Cái hàng Isabella hoặc là hàng Monica này là hàng Lily và hàng lay ơn sọt. Ví dụ như là giống ở đây là giống Roma và giống ở đây có ba khay Roma này, bên đây là Flavocin màu đỏ. Những cái giống này là cũng của Hà Lan, ví dụ như đây là Manhattan này, màu Zebalan nhé. Đó, Zed Ba Lan này là cũng của Hà Lan luôn, hàng rất là hot hit luôn. Đây các bác nha, rất là nhiều giống ở bên kho của nhà vườn Đạt Nhung. Đây là giống Osaka, bên đây cũng là Osaka. Đây là Phai Thi Tết Pin màu hồng. Cái này thì tên nước ngoài, nhiều khi nó là cái tên riêng ấy, nên cũng hơi khó đọc một chút. Đây cũng là Manhattan các bác nhé. Các bác mà muốn lấy hàng chuẩn thì inbox cho bên nhà vườn Đạt Nhung. Đây là Advan.